tác dụng với dung dịch brom. Đó. Đây tạo ra cái tổ màu trắng nha. Phenol nè. Viết những cái kỹ năng của người ta vẽ như thế nào mình vẽ y chang thôi. Cộng brom. Không biết có nhiệt độ xúc tác gì hay không. Rồi bắt đầu nè, lại đánh số nè. Nhớ luôn luôn đánh làm sao cái nhóm của mình là cái số nhỏ nhất. Đây là số 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6. Thì khi tác dụng với brom nè, nó sẽ tham gia vào vị trí số 2, số 4 và số 6. Thấy rõ nguyên lý chưa? Rồi bắt đầu đưa brom vô. Nhớ brom đi vô thì hàng H phải đi ra nghe không? Những vị trí số 2, số 6 đưa brom vào. Bắt đầu vẽ lại nè. Nhớ mô hát viết lại nè. Vị trí số 2 nè là đánh số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 để cho bạn thấy. Số 2 nè, brom nè. Số 4 brom nè. Số 6 brom nè. Kết tổ nè. Nhớ thằng brom vô thì thằng gì đi ra. Thằng H đi ra, thằng H đi ra nó tác dụng với một cái thằng brom ở đây là HBR. Cái này kết tổ màu trắng nha. Rồi bắt đầu cân bằng nè. Máy 1 2 3 4, máy H đi ra. 1 2 3, 3 H đi ra thấy không? Thì thêm số 3. Điếm brom bao nhiêu? 1 2 3 thêm 3 nữa mấy? 6 thì hay thêm mấy? Thêm 3.